Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Vâng, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2020 thì cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành đang có mặt tại vườn lan 300 tỷ của anh Trượng ở Ninh Bình. Anh ở gần cầu Đế Ninh Bình. Vì sao chúng tôi lại nói là 300 tỷ thì anh đang sở hữu hai vườn lan rất là khủng, toàn là mẫu lan HO. HO hay còn gọi là mẫu lan Hiển Oanh, do bác Hiển Oanh ở Hòa Bình sáng lập nên. Mẫu lan này đang có giá trị rất cao trên thị trường các loài lan. Thì giá sàn giao dịch trên một ki hay còn gọi là một mầm đang có giá giao dịch là từ 20 đến 25 triệu. Thì quý vị có thể biết được. Hôm nay tôi sẽ review toàn bộ cái vườn lan thứ nhất của anh Trưởng cho quý vị xem. Mẫu lan HO này là rất nổi tiếng rồi. Quý vị có thể xem trên YouTube lan HO hay còn gọi là lan Hiển Oanh, năm cánh trắng. Đây cũng là những mẫu lan HO nhưng mà giống khác cũng đang được anh ươm mầm để cho ra thị trường. Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng đây là hoa năm cánh trắng lan Hiển Oanh. Giá sàn giao dịch là từ 20 đến 25 triệu một ki, quý vị có thể biết được. Và tôi cũng báo giá công khai luôn. Thì quý vị nào muốn mua lan hay chơi những dòng lan đắt tiền, quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối với chủ vườn lan, đó là anh Trưởng, anh ở Ninh Bình. Anh có chia sẻ là chơi những dòng lan như này thì hệ thống an ninh phải được thiết chặt. Anh đã mua rất nhiều chó béc và camera an ninh xung quanh nhà vườn để có thể bảo vệ nghiêm ngặt những giỏ lan đắt tiền này. Thì hôm nay chúng tôi giao hàng cho anh một bộ cuốn thư câu đối, thì chúng tôi sẽ review thêm cho các bạn những mẫu lan HO. Thì bên cạnh những mẫu lan HO này thì anh đang sở hữu những giỏ lan phi điệp ngoại hổ tàng long được trồng dưới tổ quạ. Và quý vị đang chiêm ngưỡng đây là đều là những mẫu lan HO và va vấp. Tôi thì cũng rất ít khi chơi về dòng lan đắt tiền, nhưng nghe anh chia sẻ thì tôi cũng nắm được rồi một vài mẫu đắt tiền HO phi điệp, năm cánh trắng hay là lan hồng. Và những lò giỏ lan của Phú Thọ thì cũng cực kỳ là đắt. Và đây quý vị đang được chiêm ngưỡng đây là giỏ lan phi điệp trồng dưới tổ quạ. Thì giỏ lan phi điệp này trồng dưới tổ quạ thì nó có ưu điểm là quý vị nào mà lười tưới nước thì tổ quạ bên trên nó sẽ giữ ẩm rất là cao. Mình chỉ cần tưới một lần thì có thể dùng được hàng tuần. Quý vị không cần tưới cũng được. Khi ra hoa này là hoa tím trông rất là đẹp và thơm. Thì quý vị nào muốn chơi lan thì quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ kết nối tới chủ vườn lan, đó là anh Trưởng. Và đây anh Trưởng, anh là người đang cởi trần đây. Hôm nay thời tiết rất là nắng, chúng tôi phải đi sớm để lắp đặt và bàn giao cho anh bộ cuốn thư câu đối gỗ vụ. Quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Anh sưu tầm rất nhiều đồ cổ của các cụ ngày xưa, như là mâm đồng và lộc bình bằng chất liệu gốm rất là đẹp. Và đây quý vị trên màn hình đang chiêm ngưỡng đây là những người thợ của chúng tôi đang lắp đặt phần câu đối trước. Lát nữa chúng tôi sẽ lắp cuốn thư sau, là bởi vì chúng tôi còn đợi người anh sẽ hàn những chiếc giá đỡ rời bên ngoài, nên là chúng tôi sẽ lắp cuốn thư sau. Không gian của nhà anh thì rất nhiều là đồ cổ quý của các cụ ngày xưa để lại, như mâm đồng, sừng hiêu, là lộc bình được tráng tráng men rất là đẳng cấp. Thì trên màn hình quý vị đang
Xem đây là những người tạo của chúng tôi đang lắp những đôi câu đối Long Hóa Mai được thép vàng Đài Loan. Thì câu đối này có kích thước là dài 1m97, rộng 28 và dày 4 phân, được đục tay kênh bong sắc nét. Và sau khi bắt phần câu đối xong thì chúng tôi sẽ khoan những chiếc vít để giữ lại cho cố định. Thì quý vị có thể tự lắp ở nhà được. Quý khách hàng nào ở xa mà khi chúng tôi không thể đi lắp đặt được thì quý vị có thể lắp đặt tại nhà theo như video này. Hoặc quý vị có thể liên hệ về 0986 883349 hoặc 0985 226684 thì chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết lắp đặt tại nhà cho quý vị. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị video cụ thể hơn. Câu đối này thì một bên chúng tôi chạm là Từ Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh, một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Câu đối này là câu đối chữ nho có phụ đề để cho quý vị dễ hình dung được nghĩa của chữ nho. Và cuốn thư là chúng tôi chạm ba chữ là Đức Lưu Quang. Toàn bộ phần chữ là được thép vàng Đài Loan. Phần nền là chúng tôi sơn PU màu sáng. Và được biết anh cũng là một người chơi đồ gỗ rất là nhiều. Và toàn bộ phần trần là anh làm trần thạch cao. Các bạn đang xem đây là những người thợ chúng tôi đang bắt những chiếc bu lông 10 vào phần gỗ. Và kèm theo đó là những dây inox để tí nữa chúng tôi sẽ treo ngả cuốn thư ra. Vì cuốn thư thường là treo ngả vì nếu treo đứng thì nhìn nó không được đẹp. Bắt buộc phải là treo ngả treo nghiêng thì nhìn nó có độ hút hồn và sâu hơn. Thì quý vị nào muốn sở hữu một bộ cuốn thư câu đối Long Hóa Mai gỗ hụ thép vàng, quý vị hãy liên hệ về hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Vâng, trên màn hình quý vị đang chiêm ngưỡng đây là bộ cuốn thư câu đối Long Hóa Mai chúng tôi đã lắp đặt xong và bàn giao đúng vào không gian phòng thờ của nhà anh trưởng ở Ninh Bình. Anh ở đội 9 Mỹ Thịnh, Gia Thủy, Ninh Bình. Được biết anh là người chơi rất nhiều các loài lan đẹp. Anh cũng đã tìm hiểu trên YouTube rất nhiều. Anh đã chọn cơ sở đồ gỗ Hiền Lành để làm uy tín. Anh đã đặt chúng tôi từ rất lâu rồi thì hôm nay chúng tôi mới bàn giao cho anh vào ngày đẹp. Và đúng vào không gian phòng thờ và cũng là phòng khách của nhà anh luôn, rất rộng. Và đây là người anh trai của anh đang hàn những mối hàn ở bên trong để gia cố lại. Quý khách hàng ưng mẫu sản phẩm này, quý vị hãy gửi về Zalo cho chúng tôi. Thì chúng tôi sẽ tư vấn báo giá chi tiết cụ thể của bộ này. Đây là phần chữ nho phổ thông. Cuốn thư chúng tôi chạm Đức Lưu Quang. Và câu đối chúng tôi chạm một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Một bên là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Và được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ Lào. Rất là bền. Câu đối chúng tôi đục diềm hồng chim chỉ. Đầu trên chúng tôi đục long hóa mai. Trông rất là mềm mại. Về phần thiếp vàng này quý vị có thể dùng lọ sơn Cana để phịt bóng lên. Và khi vệ sinh lau chùi sạch sẽ thì quý vị chỉ cần dùng một chiếc rẻ mềm thôi. Quý vị có thể vệ sinh được. Khi quý vị có bộ bàn thờ rồi thì quý vị hãy sắm thêm một bộ cuốn thư câu đối như này thì trông phòng thờ rất là sang trọng và tôn nghiêm. Thì quý vị thắc mắc là không biết nên mua câu đối cuốn thư ở đâu thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên,
xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Bởi vì chúng tôi đã đạt tới ngưỡng đỉnh cao nhất của làng nghề, đó chính là nghệ nhân. Thì chúng tôi đó đi liền với là uy tín, chất lượng là hàng đầu. Quý vị cứ liên hệ về cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Chúng tôi sẽ lắp đặt và bàn giao trên toàn quốc. Khi chúng tôi báo giá là chúng tôi báo giá hoàn thiện và lắp đặt thì quý vị sẽ yên tâm hơn. Và qua đây chúng tôi cũng muốn giao lưu với anh trưởng ở Ninh Bình về những loài lan quý. Thì quý vị mà muốn mua những loài lan quý thì quý vị hãy liên hệ cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kết nối tới chủ vườn lan, đó là anh trưởng. Thì quý vị hãy liên hệ theo hai số hotline trên màn hình 0986 883349 hoặc 0985 226684. Bên cạnh những bộ cuốn thư câu đối như này thì chúng tôi cũng có những bộ cuốn thư câu đối sơn son tiếp vàng hay là hoành phi câu đối. Quý vị có thể tham khảo thêm vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành, hoặc truy cập Zalo 0986 883349. Chúng tôi đang đăng tải lên rất nhiều hình ảnh. Quý vị hãy đăng ký kênh thì quý vị có thể cập nhật được những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Vâng, quý vị đang được chiêm ngưỡng đây là bộ cuốn thư câu đối chúng tôi đã lắp đặt và bàn giao cho anh. Anh đã rất tin tưởng cơ sở đồ gỗ Yên Lành và anh đã về thực tế anh xem mộc xong chúng tôi bắt đầu với hoàn thiện. Chúng tôi cũng tư vấn luôn với khách hàng là quý khách hàng không nên mua hàng có sẵn. Vì khi mua hàng có sẵn, sơn hoàn thiện thì quý vị sẽ không biết được chất liệu gỗ là gỗ gì. Quý vị nên kiểm tra mộc để đảm bảo quyền lợi của quý khách. Cuốn thư này chúng tôi làm dài 1m97 và rộng 97 phân, dày 5 phân liền khối, chưa kể phần ghép. Quý vị xem kỹ nhé. Cuốn thư chúng tôi chạm tay rất là kỹ, tỉ mỉ, sắc nét đến từng chi tiết nhỏ nhất. Đây gọi là cuốn thư long hóa mai, hay còn gọi là cuốn thư long hóa gỗ gụ. Quý vị hãy tìm trên YouTube, rất nhiều mẫu mã chúng tôi làm cho khách hàng. Quý vị hãy truy cập vào YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm những sản phẩm khác. Chúng tôi còn rất nhiều. Vâng, quý vị cùng ngắm lại một lần nữa bộ cuốn thư câu đối chúng tôi đã bàn giao xong. Vâng, hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.